Hi, welcome back to my channel. Stars gonna go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai, Fast S, ok.
OK, và từ ngày thứ ba, my ticking, tôi ngủ rồi. OK, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ tư. Let's go. Go to Vice City. Tommy Vercetti. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out.
bunny, honey. Don't be a wise guy. Ok, sau đó thì mình sẽ đi thay một bộ đồ quần áo nào. Let's go. Khi bạn thay xong một bộ đồ quần áo, sau đó các bạn sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo tại đây này. Đó chính là các bạn sẽ đi đón một cô gái về khách sạn, về nơi trốn ở của cô ta. Ok. Bộ đồ khá là đẹp này. Wow. Bộ cơm lên đó như thế, sau đó các bạn sẽ đi và đón cô gái đó về khách sạn. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang từ game thứ 5, Pirating. GTA 3. Combo. What am I gonna do? Hey. Trước mắt thì mình sẽ đi lấy một chiếc xe. What the dealio? Thank you.
you're walking regular for Luigi now, huh? It's about time you got a driver you can trust. Rồi và các bạn sẽ đón đưa cô gái đó về. Let's go. Cô gái này khá là xa nhờ. Và trong khu này nó mua một chiếc xe ô tô rồi. Điện thoại đâu đó quanh đây. Hey, I'm bored. When you gonna drill me? In a mo. Sau đó thì các bạn sẽ đi xe và đến điểm đỏ kia làm nhiệm vụ trong vòng 5-6 phút. Ok. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. Review Racing. Let's go. Ok. Need for Speed, No Limits.
Ok, và mình sẽ chuyển sang game thứ 9. Sẽ đi tìm một con xe. Con xe tải cơ. Oh my god. Đây rồi. Đây có một chiếc xe nhỏ. I'm too fat to walk. I need the car. Sau đó thì các bạn sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo. Đó là quánh anh chàng này. Yeah, let's go, let's go. Dumbass fool, fight. You want some more asshead? Và tiếp tục, các bạn sẽ đi quánh tiếp những anh chàng tiếp theo, ok? Rồi, bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Ở Fast 9. Thank you.
kè, Traffic Reader. Ok, tiếp tục nào. CR Rushing Chill. Xe này giống như kiểu của xe xeo tốt, xe Kia, nhìn khá là đẹp. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.